Cho em hỏi Việt Nam Cộng Hòa là gì vậy? À, Việt Nam Cộng Hòa là một cái chính thể ngày xưa làm mất nhiều đảo nhất của Việt Nam đó, mà là một chính thể gây ra nhiều cái sự tai tiếng nhất trong lòng xã hội Việt Nam ở cái thời buổi mà cái chính thể đó tồn tại từ năm 1955 đến 1975, và một chính thể mà tới ngày hôm nay nó cũng còn chút xíu gọi là dư âm đó. Một chính thể gọi là cũng mà là một chính thể mà mang rất là nhiều người bỏ nước ra đi vì hoàn cảnh này hoàn cảnh khác, có người đu cày trực thăng, có người vượt biên trong người già, có người vượt biên trong ngoài biển cả đó, không biết định nghĩa sao luôn, có nhiều cách định nghĩa lắm. Nhiều gì anh, sao nhiều đứa lo vụ thảm sát vụ Mỹ Lai so sánh với vụ Việt Cộng thảm sát mà lũ phản động cứ hùa thấy anh. Ủa Việt Cộng thảm sát ở đâu mày? Việt Cộng làm gì có thảm sát má mày khùng. Việt Cộng đó, nó anh nói em phân tích theo nghĩa là em hiểu nè. Thứ nhất á, bây giờ mình không nói chuyện tình nghĩa, không nói chuyện đạo nghĩa, nói chuyện điều kiện nè. Em biết không? Việt Cộng á ngày xưa đúng không, kháng chiến khởi nghĩa là theo nhân biết á là cái nguồn đạn dược rất là hiếm đúng không, đạn dược rất là hiếm, tại đạn mà Liên Xô cho mà trợ cấp ít lắm, nên khi mà người Việt Cộng bắn một viên đạn là họ cũng phải suy nghĩ đó. Còn riêng cái đối tượng bên kia là đối tượng Việt Nam Cộng Hòa, đối tượng Mỹ á, là cái cơ số đạn là cái gì khỏi đếm, bắn cho đầu đã tay thôi à đó. Một bên rất là dồi dào về đạn dược, một bên rất là khan hiếm về đạn dược, mà thảm sát bằng súng thì em nghĩ bên nào làm? Tự tâm suy nghĩ nha, anh không trả lời, biết kỹ đâu trả lời. Anh muốn coi Linh thảm sát mẫu thân không? Mày nói bây giờ anh nói mày nghe, cái thảm sát mẫu thân đúng không, đúng không? Em nói ý đồ này á, bây giờ em nói á là quân giải phóng giết đúng không, bây giờ tao tố ngược lại quân Cộng Hòa giết cũng được, vậy không lẽ giờ đi cãi lộn? Má mày khùng, không ai làm đánh chuyện sầm lông á. Giờ quan trọng mẹ kiếm tiền, ngày mai có tiền không nè, ngày mai tao đang thiếu nợ gần tỷ bạc đó, tao làm sao để ngày mai tao kiếm được tỷ tao trả nợ cho người ta nè, cái điều đó quan trọng. Còn mày ngồi sàm sàm, mày ngồi mày đưa mấy cái link vớ va vớ vẩn ở đây, mày đọc được người ta cũng đọc được, vậy thằng quỷ mày tưởng mày khôn tin học hơn tao đâu, mày đưa cái bằng IT ra. Mày đưa cái bằng IT ra đây mày, tao thấy mày viết chữ không có dấu là tao thấy nóng rồi đó nha, tao thấy mày viết chữ không có dấu là tao thấy nóng rồi đó. Chỉ có mấy thằng khùng mấy thằng ngu mới viết cái việc mà không nổi bỏ nổi cái dấu á. Vậy mày comment trên góc độ người gì, người Miên hả hay người Mỹ? Thà tiếng Mỹ mà viết mẹ tiếng Mỹ ra đây tao coi tao đỡ tức. Trời đất ơi, em nghĩ làm sao đây, anh là một người đường đường là có địa vị trong xã hội, anh ngồi anh đọc comment của nó viết tiếng Việt không dấu, mà viết tiếng Việt không dấu mày đấu tranh cho cái gì, mày đấu tranh cho cái tiếng đó hả? Việt Nam không có chứa nghe, mà mấy em quá sao mấy em mà gọi là ngu lâu dốc bền mà khó đào tạo vậy, cứ mở miệng ra là viết có dấu đi anh Thương vậy đi. Việt Nam Cộng Hòa chạy xe hơi do Mỹ viện trợ, Mỹ viện trợ từ cái tăm xỉa răng cho tới vũ khí hiện đại nhất thế giới cũng phải tụt quần bỏ chạy. Ủa cái chuyện anh ha, nói thiệt nha, cái vụ bỏ chạy á, thì anh biết và cái đó thực tế thì anh cũng hoài nghi gì cả, nhưng mà cái chữ tụt quần có hay không, nó có thì nó có thì nó không nha, nhiều khi người ta chỉ bỏ chạy thôi, em châm mắm thêm muối vô chữ tụt quần nữa. Alpha amino của em bị vón cục đổ nước vô pha em. Lịch sử viết rõ cha ông thằng Việt Nam Cộng Hòa đu càng mà. Ủa có nữa hả? Có tụt quần luôn hả? Ủa tại sao tụt quần ta? Một cái quần nó vướng chạy không được hả? Nó tự nhiên ngày càng mà nó mình giải ảo lịch sử, nó có nhiều chuyện nó gọi là nó bí hiểm quá mấy em. Tụt luôn cả quần xì hả? Cái này có không trời? Bọn ba đường thẳng song song học tiếng Việt hồi xưa đu càng đi gấp quá không học hết. À, lời giải thích này cũng có lý mấy em. Đang buồn ngủ nghe anh nói ba câu là tỉnh ngủ luôn. Trời đất ơi, anh nói chuyện có duyên mà. Nhồi sọ nhiều quá rồi. Ủa ai nhồi sọ ai? Thằng nào thua là thằng đó ngu. Cởi quần lính để tránh bị à, cái này đúng, nếu mà nói chuyện cởi đồ để tránh bị trả thù á, cái này là đúng mấy em.
Cái này đúng, tại vì sao? Tại vì ngày xưa đó bị Mã Siêu, Tào Tháo rồi bị Mã Siêu rượt á, thằng nào mặc áo bào đỏ là tào tặc, rồi nó cởi áo bào đỏ ra, xong rồi thằng nào mà râu dài là tào tặc, rồi nó cắt râu nó bỏ chạy đó. Nên cái chuyện mà thay đồ để cho người khác không nhận ra, cái này là có lý, thuyết phục, thuyết phục anh tin. Nói chung là em nói được cái câu đó là anh tin, tại vì anh có những cái anh không biết, nhưng mà có những cái tụi em nói là anh phải hỏi chứ, không tin bậy tin bạ chết. Tin tin người ta dễ quá, có bầu sao mấy em, mà có bầu bây giờ theo trào lưu cái gì từ thuận theo tự nhiên vậy đó, mà chết ngắt hai ba đứa luôn. Có nghĩa là cởi bộ đồ lính ngụy ra là không bị bắt, đúng rồi, thì người Việt Nam ai như ai chứ, mà chỉ có bộ đồ phân biệt thôi. Khả năng châm biếm của anh quá chất, thích anh rồi phải không? Có nào mốt yêu anh không? Chạy tuột quần đu càng bỏ chạy, mà tức thì cô Thảo Nguyên năm 1974 đúng không, là cái năm đó là gọi là hải chiến Hoàng Sa đúng không? Nếu mà bây giờ, nếu mà năm đó mà Việt Nam Cộng Hòa không chạy, mình có mất đảo không mấy cô chú? Theo như con tìm hiểu là cái gọi là cái hải quân của Việt Nam Cộng Hòa cũng yếu đâu nha, mà sao cái năm đó để mất đảo ta? Cái vụ này con chỉ nghe là phan phan gọi là quyết tử gì đó, nhưng mà đánh không lại rồi, rồi gì ông gì ta, ông gì Ngụy Văn Thà gì đó tử trận vậy thôi. Còn cái vụ mà bỏ chạy là có hay không? Đẹp trai nhưng não cứt, cái này á, thì mình đã nói với bạn nhiều lần rồi, cái não á, là mình phải mổ xẻ ra mình mới biết được, đúng không ạ? Nhưng mà còn cái chuyện đẹp trai á, là nhìn bằng con mắt ngoài là thấy rồi. Bạn đã khen mình đẹp trai đồng nghĩa với bạn chấp nhận thua mình với khoảng nhan sắc, đúng không? Vậy là 1-0 cho Duy Nguyễn. Rồi bây giờ xét về cái não, đúng không? Xét về cái não, nếu mà chúng ta chứng minh được này nọ kia đó, thì có thể là Duy Nguyễn ăn 2-0, có thể là Duy Nguyễn huề bằng một điều đó nha. Vậy thì cái kèo này á, là Duy Nguyễn từ ăn tới huề, đúng chưa? Mà một khi mà mình chơi một cái kèo từ ăn với huề á, thì bạn không đủ đẳng cấp để comment, đúng không? Tại bạn comment đường nào bạn cũng chả ăn hết á, thì bạn comment là một cái con khỉ gì, sao bạn ngu thế, đúng không? Cái đó là phản ánh bạn ngu rồi đó. Qua cái lập luận vừa rồi của Duy Nguyễn chứng minh rằng Duy Nguyễn vừa đẹp trai vừa thông minh, còn bạn vừa xấu trai mà vừa ngu. Tại chỉ có người ngu á mới đi bắt một cái kèo từ quê tới thua. Nếu mà thằng khôn á thì phải bắt cái kèo từ ăn tới quê, đó là thằng Duy Nguyễn. Ok, phục không? Thương lắm nha. Đâu đâu rồi, nó mất hết đảo năm 1974, năm 1975 mới bắt đầu hàng vô điều kiện. Không, mà cái vụ năm 74 có bỏ chạy không kìa. Cái vụ năm 74 bỏ chạy mình chưa rõ lắm, mấy bạn mổ xẻ vấn đề này coi sao có người la bỏ chạy, có người la quýnh thua thôi. Nếu mà quýnh thua là khác, nếu mà quýnh thua đó là cũng giữ đảo mà giữ không nổi nó. Còn nếu mà bỏ chạy á là đầu hàng, nó khác. Nếu lính Việt Nam Cộng Hòa cũng anh hùng như 64 chiến sĩ Gạc Ma thì Hoàng Sa đã không rơi vào tay Trung Quốc, đúng không? Nếu mà Hoàng Sa không rồi không rơi vào tay Trung Quốc thì sẽ không có trận Gạc Ma, đúng không mấy bạn? Tại lúc đó nó chưa lấy được hết Hoàng Sa, nó chả thèm quan tâm tới Gạc Ma. Từ thằng Trung Quốc đi xuống Biển Đông nó gặp cái Hoàng Sa trước rồi mới gặp quạt Gạc Ma, đúng không? Mỹ nó không cho đánh đó anh ơi, tự nhiên Mỹ không cho đánh phải nghe lời nó, trời đất của mình mà kỳ vậy. Đâu rồi các bạn nào nãy từ ăn tới huề có phục không? Tham chiến có 4 tàu nhưng HQ 4 và 5 không chịu, mất tiêu rồi, không chịu tham chiến để HQ 10 và 16 chịu trận. Ngụy Văn Thà là thuyền trưởng chịu trận. Ủa vậy sao, tại sao hai cái thuyền kia nó không chịu ta? Quýnh lộn gì kỳ trời, không có quýnh lộn gì bỏ bạn giữa sa trường.
thua mất cái đảo lẫn nhách. Mặc dù cái Hoàng, nếu mà xét giữa cái Trường Sa với Hoàng Sa đó, thì Duy thấy cái Trường Sa nó cũng quan trọng hơn. Cái Hoàng Sa nó không quan trọng bằng, nhưng mà mất cái Hoàng Sa là mình mất đi cái tiền đồn. Mình mất đi cái tiền đồn làm cho cái Trường Sa của mình nó bị uy hiếp. Thế mới khốn chứ. Chạy tuốt.